Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình đã tháo ghe đây. Rồi, clip hôm nay mình sẽ không làm về chủ đề gì là chính thức, mà mình sẽ thực hiện cái lời hứa mà cách đây vài ngày mình đã ghi lên tường của mình, là khi kênh mình đạt được 10k sub anh em, mình đã tự hứa với lòng mình là sẽ làm một điều ý nghĩa. Và điều ý nghĩa đó là gì? Điều ý nghĩa đó chính là mình sẽ chế tạo ra một quả trứng gà ốp la khổng lồ. Khổng lồ có nghĩa là làm khoảng 30 đến 50 trứng anh em, chế tạo ra mà không phải để ăn nha anh em. Ăn thì đâu có gì ý nghĩa đúng không? Mình sẽ cắt quả trứng đó ra và đi chia sẻ với mọi người. Mình sẽ tạo ra khoảng 30 phần thức ăn mì xào hoặc là cơm gì đấy. Chắc là mình nghĩ là mình sẽ làm ra món mì xào anh em. Mì xào 30 hộp, mình sẽ làm cực kỳ vệ sinh an toàn thực phẩm. Và khoảng 30 phần mình, bạn gái mình và những người bạn và em gái của mình đó sẽ đi tặng cho những người mà vô gia cư không có nhà, mà cho mình hay đi ngoài đường buổi tối anh em, thấy người ta nấu không có chỗ nằm ở dưới cầu luôn, nằm trên xích lô luôn, mình thấy rất là tội. Mình cũng phải có ý định làm này từ lâu lâu rồi, và hôm nay nhân dịp mà 10k sub mình đã tự hứa mình trước đó là sẽ làm điều này. Và clip hôm nay mình sẽ nói thông báo là mình sẽ làm điều đó. Và ngày mai đây là sẽ có clip đăng lên cho anh em. Trong ngày hôm nay luôn là mình sẽ đi làm luôn. Nhưng mà trước khi làm cái điều ý nghĩa ấy thì mình sẽ làm một cái chuyện quan trọng không kém. Đó chính là mình sẽ đi mua bánh trung thu gửi về quê cho ba má của mình. Và không chỉ riêng mình nha anh em, có cả bạn gái của mình nữa, hai đứa mình sẽ góp tiền lại về mua cho ba má của mình cũng như là ba má của bạn gái mình. Do là trung thu mình năm nay còn hai mấy tuổi rồi, mà trung thu chưa bao giờ mình tặng được cho ba má mình một cái bánh trung thu nào hết. Mình cảm thấy mình thật là bất hiếu, với lại hồi giờ mình cũng gây ra lỗi lầm nhiều lắm anh em. Để làm cái điều, để trước khi làm cái điều ý nghĩa mà giống như kiểu đi làm thiện nguyện á, thì mình phải đặt ba mẹ mình lên trước rồi mình mới làm. Nên là mình sẽ mua, giờ mình sẽ đi mua bánh trung thu gửi về quê cho bé má mình nhân dịp trung thu. Rồi trung thu người ta gọi là, tết đoàn viên anh em, nên là mình sẽ đi mua trung thu cho bé má mình với bé bạn gái mình trước. Xong rồi mình sẽ đi mua nguyên liệu về chế tạo một cái clip làm trứng ốp la khổng lồ và cắt nó ra thành, chia ra thành 30 phần cộng với mì xào, bánh, nước. Mình sẽ mua thêm nước và bánh và các thứ nữa. Mình sẽ chia thành 30 suất. Và tối ngày hôm nay mình sẽ đi ngoài đường và thấy những người vô gia cư nào không có nhà hoặc là không có chỗ trú rồi á, thì mình sẽ tặng cho mọi người một phần ăn, coi như là một điều ý nghĩa mà mình muốn làm trong cái dịp các bạn đã ủng hộ mình, được tăng lên được một cái suất. Tuy là bây giờ mình chưa có nhận được một cái lợi ích gì từ cái kênh này hết, nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với mọi người. Ok, rồi bây giờ anh em hãy cùng theo mình đi mua bánh trung thu gửi cho bé mình trước. Và cái clip tiếp theo vào ngày mai thì sẽ là clip mình chế tạo ra cái bánh không phải, mình sẽ là clip mình làm ra một cái ốp la khổng lồ và đi quay lại cánh mà đi trao những cái phần ăn này cho những người vô gia cư nha anh em. Ok, đi thôi. Ok anh em, giờ tôi với bạn gái của tôi đang đi tìm mua bánh trung thu này, mới qua đón nó. Mà trời mưa quá anh em thấy trời đang mưa không? Mưa chứ phải không mưa nữa. Thôi phải ráng đi mua thôi. Giờ tôi sẽ ráng đi tìm mấy cái rạp của kinh đô dưới Như Lan rồi anh em. Đi mua. Ok, đi thôi. Mua xong rồi nè, mua hai phần, mua cho bé mé mình với bé mé con trâu nha, mua hai phần. Giờ hai đứa mình sẽ ra bánh xe gửi cho bé mé mình trước. Ok, đi thôi.
ok. Để các bạn cũng thấy mình mới đi mua bánh rồi, đi ra bánh xe gửi cho ba má mình rồi. Giờ mình sẽ gọi cho ba mình, để ba mình biết ngày mai rồi lên xe nhận về. Ok, mình mới gọi cho ba mình rồi. Ba mình mai lên nhận, và mình ở xe với mà phải gửi xe về thôi. Với lại mình để anh em thấy mình mua bao là các ba loại bánh đúng không? Bánh Kendo, Như Lan với Đồng Khánh nữa. Như Lan với Kendo thì nó không có tặng anh em ơi. Là mua cho ba má thì mình mua bánh xịn tí với ba má ăn trầu nữa thì mình mua bánh xịn, không có tặng. Còn tụi mình sinh viên thì sáng đây cũng mua ăn thử luôn chứ. Mình ở Sài Gòn ngày sáng nay rồi, anh em tin nhớ mình chưa bao giờ mua một bánh Đồng Thu ăn luôn á. Do mình người đang mắc tiền á, mình không dám mua ăn. Hôm nay mình mới dám mua một cái Đồng Khánh này. Mà Đồng Khánh á, thì được mua một tặng ba. Còn Kendo với Như Lan á, nó tặng cho ba mẹ mình á. Thì mình không có mua loại tặng, là mua cái loại đó là đúng giá luôn. Không có tặng gì hết, chỉ có Đồng Khánh mới tặng thôi nha anh em. Chứ không phải anh em thấy ngoài đường đi là mua một tặng ba rồi là Kendo với Như Lan nha. Như Lan với Kendo là không có tặng, chỉ có Đồng Khánh mới tặng thôi. Là Đồng Khánh này đây là mình với cái em mình cho bạn gái mình đồ ăn, còn tặng cho ba mẹ thì mua Kendo với Như Lan. Đấy, video clip của mình là muốn nói với anh em là cái công việc mà chuẩn bị mình sắp tới đây mình sẽ làm đó là tạo ra 30 phần ăn và đỡ tặng cho những người mà gặp hoàn cảnh khó khăn ở trong Sài Gòn, với lại là mua cho ba mẹ nhân dịp là Trung Thu. Đó, bánh Trung Thu và chắc ba mẹ mình chắc cũng chưa bao giờ được ăn mấy cái bánh này, bây giờ ở quê thường thường bánh nhà tự làm không anh em, nên là ít ăn lắm, nên thôi kệ mình, tuy có nhìn tiên tân rồi cũng được, nhưng mà có gì đã gọi cho ba mẹ trước rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu đi làm cái clip kia, nhưng mà clip này nó chỉ dừng ở đây thôi. Anh em đón xem vào ngày mai mình sẽ quay lại cảnh mình chế tạo ra cái ba cái ốp le khổng lồ và đi tặng cho những người vô gia cư nha anh em. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở clip ngày mai.